Số 9 này là bạn sống thì có trách nhiệm rồi đó. Và bạn có nhiều, rất là nhiều ước mơ, hoài bão, mục đích sống ha. Và áp lực với nó, bạn đặt, bạn kỳ vọng vào mọi thứ rất là xa vời, rất là lớn lao. Và khi mà những người xung quanh của bạn ấy không làm bạn hài lòng, hoặc là chính bạn không không cho bạn được sự hài lòng, thì bạn là người làm bạn khổ và bạn bị stress trong đó nha, đúng không bạn? Trừ khi nào bạn buông thôi, bạn buông bỏ bạn mới không khổ nữa. Hoặc là bạn bắt buộc bạn phải chi tiết ra, chi tiết công việc của mình. Mình chỉ mặc được một cái áo thôi bạn. Bạn hãy nhớ mình chỉ mặc được một cái áo và công việc nào đó chính và chắc. Đừng chạy theo quá nhiều công việc rồi thành ra không có công việc nào được trọn vẹn cả. Chứ bạn ở đây có mũi tên vì sự quyết tâm, mà do là mình bị bệnh